Thưa quý vị và các bạn, về vũ quang vào những ngày xuân, đến đâu cũng có thể cảm nhận được không khí Tết đến xuân về và những đổi thay đến đổi vượt bậc trên khắp làng quê nông thôn mới. Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, sức sống của mùa xuân trỗi dậy đang tạo thêm niềm tin và động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện miền núi Vũ Quang quyết tâm xây dựng quê hương ngày một ấm no, mạnh giàu, văn minh. Những khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, những con đường thoáng đãng trải dài, hai bên được trồng nhiều loại hoa hay phủ hàng rào xanh ngắt, những vườn cây ăn trái trĩu quả quanh năm. Đó là những hình ảnh của nhiều làng quê nông thôn mới ở Vũ Quang. Trong niềm vui đón chào năm mới, nhân dân những xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thêm vui tươi phấn khởi hơn. Bộ mặt nông thôn đổi mới. Niềm vui ấy càng nhân lên khi năm nay đời sống của bà con nhân dân khấm khá hơn những năm trước, sung túc hơn vật chất, phấn khởi hơn về tinh thần. Đường hoa, hàng rào xanh, khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, cụm tuyến sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn văn minh là dấu ấn nổi bật đã tạo ra không gian sống tươi mới cho người dân nơi đây. Và đây cũng chính là bước đi sáng tạo riêng ở Vũ Quang trong xây dựng nông thôn mới. Thì bây giờ là có nông thôn mới về thì là nói chung là bước chân ra khỏi nhà là cảm thấy là cái cảnh như hoa là nở rực rỡ, bốn mùa khi lúc nào cũng có hoa. Rồi thì là từ cái chỗ đó thì tinh thần của người dân là thoải mái hơn. Rồi thì cái Tết năm nay là được đón một cái Tết là rất vui vẻ. Không khí Tết tràn về thôn xóm, đường giao thông kiên cố, khang trang, bà con nhắc nhở nhau dọn dẹp, tạo cảnh quan môi trường, trang điểm cho quê hương tràn sắc xuân. Trên gương mặt của những người dân hồn hậu, chất phác là nụ cười hạnh phúc và những câu chuyện đáng quý về xây dựng vườn mẫu, cụm dân cư sinh thái, đến chuyện hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Ở nhiều làng quê Vũ Quang, xây dựng nông thôn mới không nhất thiết là nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường, mà đó là những căn nhà truyền thống, những tuyến đường bê tông thoáng đãng trải dài. Hai bên được trồng nhiều loại hoa, phủ hàng rào xanh mát. Những khu vườn cây ăn trái trĩu quả. Tất cả đó đã tạo nên dấu ấn riêng cho những làng quê yên bình, những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đáng sống. Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Chính phủ về vấn đề xây dựng nông thôn mới là thay đổi nhiều hơn, dạng hơn, vui vẻ hơn, đường xá văn minh hơn, nhà cửa sạch sẽ hơn, nhân dân đoàn kết hơn và có một cái tinh thần văn hóa về vấn đề ăn mặc đoàn kết, vui tươi, lành mạnh hơn. Thôn Cửa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, dẫu trải qua bao thăng trầm lịch sử, người dân nơi đây vẫn luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương. Xác định vai trò xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bà con nhân dân thôn Cửa Lĩnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt trên 45 triệu đồng mỗi người một năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Các giá trị văn hóa truyền thống thuần phong mỹ tục được bảo tồn và phát huy. Đây là một trong những thôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Vũ Quang nói chung và xã Đức Lĩnh nói riêng. Mùa xuân năm nay đang tạo nên một cảnh sắc trù phú xanh tươi ở nơi đây. Tôi là người nông dân cho nên cái xác định kinh tế là xây dựng kinh tế trên vườn nhà mình. Cho nên là từ ngày có chủ trương làm cái khu xây dựng nông thôn mới, gia đình chúng tôi là tiên phong đi đầu, cho nên là bây giờ thành quả là như mọi người cũng nhìn thấy đấy, thành quả của cái vườn chúng tôi bây giờ đây là đã mang lại cái thu nhập rất cao cho gia đình. Cho nên cái cuộc sống của gia đình chúng tôi từ một vùng nông thôn nghèo mà bây giờ gia đình chúng tôi cảm thấy thoải mái đấy.
Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mỗi xã, thị trấn đều có đặc thù riêng nên có cách làm khác nhau. Nhưng điểm chung mà các xã thị hướng đến đó là văn minh, no ấm và sự bình yên. Trong câu chuyện đầu năm mới, họ hồ hởi kể cho nhau nghe về những thành quả và niềm vui của năm cũ, để rồi cùng quyết tâm, đồng lòng, đi lên bằng nội lực xây dựng quê hương mạnh giàu. Là thôn có lịch sử hình thành chưa lâu, nhưng thôn Hoa Thị, xã biên giới Thọ Điền được biết đến như một làng quê phong thủy hữu tình, dân cư hòa thuận, nét quê duyên dáng của đường làng ngõ xóm, tình đất tình người thuần hậu. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khi mới chuyển về trên vùng đất mới tái định cư, công trình thủy lợi ngàn trươi, nhưng người dân nơi đây đã hun đúc tình đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất. Chính những giá trị được kết tinh đó đã làm nên một làng quê yên bình, đáng sống. Đây là niềm tự hào của người dân trên vùng biên giới. Không nằm ngoài mục đích xây dựng làng quê ngày càng giàu mạnh, những năm qua, thôn Hoa Thị đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Với cách làm hay, sáng tạo, năm 2019, thôn Hoa Thị đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và hiện nay đang được chọn xây dựng khu dân cư sinh thái. Việc xây dựng nông thôn mới đã được trong thôn, là các hộ trong thôn rất là đồng tình và ủng hộ. Thứ nhất là các hộ rất đoàn kết cho nên xây dựng được khang trang sạch đẹp so với ở chỗ cũ, và cũng như là phát triển các cái mọi mặt về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng nói chung được đảm bảo giữ vững. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí, và người dân đến thời điểm này thì người dân là rất có cái ý thức tự giác trong cái việc chỉnh trang cũng như duy trì các cái tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Và chúng tôi phấn đấu là trong cái thời gian tới tiếp tục là nâng cao các cái tiêu chí nữa để xứng đáng cái khu tái định cư là miền quê đáng sống. Xuân năm nay là một mùa xuân có ý nghĩa với Đảng bộ và nhân dân Quang Thọ khi được tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới trong điều kiện hết sức khó khăn, xã lại mới sáp nhập. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, nên từ một địa phương mới chỉ cơ bản đạt 3/7 tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020. Nhưng đến cuối năm 2021, Quang Thọ đã đạt 7/7 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, về đích trước 4 năm so với kế hoạch. Kết quả đó đã khẳng định sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã Quang Thọ và sự chung sức đồng lòng của người dân đã làm thay đổi diện mạo nông thôn từng ngày. Sự trù phú ấm no của vùng quê biên giới này đã trở thành động lực để Quang Thọ sớm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, để mỗi thôn xóm ở đây trở thành những làng quê đáng sống. Đón xuân năm mới Nhâm Dần 2022 này, bà con trong toàn xã rất phấn khởi với khí thế thi đua sôi nổi. Thì hôm nay là mọi người nhà đã chuẩn bị là đều hòa Tết, và chắc chắn là Tết năm nay là rất vui ở chỗ là xã đã đạt được nông thôn nâng cao. Đón cái Tết Nhâm Dần năm 2022, thấy bà con rất phấn khởi, rất hồ hởi từ những cái thành quả mà mình đã lao động trong một năm qua đạt được như vậy, thì bà con trên những khuôn mặt của những người bà con, người ta cảm thấy nó rất vui vẻ. Mình nhìn vào trong các gia đình thì cảm thấy cái Tết nó đầy đủ hơn, nó sung túc hơn. Chính vì vậy thì đây là một cái động lực rất lớn cho anh em lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương để trong năm 2022 và những thời gian tiếp theo, để bà con có thêm cái động lực tập trung để phát triển kinh tế xã hội, để tăng thêm thu nhập, để cái đặc biệt nữa là thực hiện tốt các cái phong trào của xã nhà, trong đó chú trọng là trong phong trào toàn dân cho chúng thức xây dựng nông thôn mới. Xác định thu nhập là tiêu chí rất quan trọng để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bền vững, trong đó nông nghiệp là chủ yếu. Huyện Vũ Quang đã có nhiều chủ trương chính sách sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, giúp nhân dân khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế, bằng việc tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy Vũ Quang, đề án của Ủy ban Nhân dân huyện để đẩy mạnh phát triển các loại cây, con có giá trị kinh tế cao như cam, bưởi, ong, trâu, bò. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng là lúc những tiềm năng lợi thế ở miền Sơn Cước Vũ Quang được khai thác, phát huy thế mạnh.
Từ đó, địa phương đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các mô hình sản xuất tăng nhanh về số lượng, đảm bảo chất lượng, phát triển đồng đều, đa dạng các loại hình. Nhiều sản phẩm đặc sản của Vũ Quang đã có mặt trên khắp thị trường, trong và ngoài tỉnh, để phục vụ nhu cầu dịp Tết. Việc mà gắn với cái địa bàn của mình thì Vũ Quang xây dựng thành các cái tổ liên gia, các cái cụm dân cư để giúp nhau trong phát triển sản xuất, giúp nhau trong đời sống hàng ngày. Đấy chính là một cái điểm rất là mới, sáng tạo. Khi có cái chính sách để hỗ trợ xây dựng các cái cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp thì nó sẽ tạo ra cái sự đoàn kết gắn bó hơn. Người dân cùng xóm, người dân cùng cụm, người ta sẵn sàng chia sẻ với nhau kinh nghiệm phát triển sản xuất, người ta sẵn sàng giúp đỡ nhau, tương trợ nhau trong việc mà chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, người ta sẵn sàng giúp công giúp sức cho nhau trong việc mà thực hiện các cái công việc, các cái công trình phần việc của thôn, của xóm hay chính của cái cụm dân cư của người ta. Thì đấy tôi cho rằng là chính là cái nét nổi bật, nó phát huy được cái tinh thần đoàn kết, gọi là cái tương thân, tương ái của người dân cộng đồng lại với nhau để cùng chung sức, cùng làm việc. Bên cạnh bức tranh nông thôn mới, một phố thị Vũ Quang cũng đang chuyển mình trên đà phát triển theo hướng đô thị sinh thái trong tương lai. Trung tâm huyện lỵ hôm nay đã được khoác lên tấm áo mới với những tên đường, tên phố, số nhà, với những sắc thái riêng có ở một miền sơn cước trong lành, đáng sống. Hệ thống hạ tầng được quy hoạch bài bản, đầu tư xây dựng đồng bộ đã tạo ra dáng dấp của một đô thị mới, xứng tầm trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của một huyện miền núi biên giới. Với tinh thần khí thế ngay từ đầu năm 22, thị trấn đã tập trung rà soát xây dựng kế hoạch khung để thực hiện các cái nhiệm vụ đột phá, đặc biệt là 18 tiêu chí đô thị văn minh, sinh thái. Chúng tôi chú trọng vào việc phát động các cái phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các chi đoàn, chi hội để trong việc chỉnh trang xây dựng đô thị, tập trung phát triển các cái điểm nhấn, xây dựng các điểm nhấn cùng dân cư gắn với chỉnh trang vườn hồ, phối hợp các cơ quan đơn vị để chỉnh trang công sở văn minh sinh thái, chú trọng về việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, trong đó là hướng tới việc phát triển thương mại dịch vụ du lịch. Và chúng tôi hy vọng rằng với khí thế ngay từ đầu năm thì năm 22 được kỳ vọng nhân dân và trên địa bàn thị trấn sẽ vào cuộc quyết liệt, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được huyện Vũ Quang xác định là phát triển toàn diện vật chất, tinh thần cho người dân. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, huyện Vũ Quang đã vượt khó đi lên, giành được nhiều thành tựu nổi bật. Đến nay, toàn huyện có 9 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, có gần 1.400 vườn mẫu, 64 trên 79 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, 39 cụm dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn văn minh, 74 tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, có 13 sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên, trên 3.300 hectare cây ăn quả, trong đó có hơn 2.300 hectare cam, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng trên người trên năm, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đặc biệt là thời gian qua dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Vũ Quang đã chủ động, linh hoạt trong công tác phòng chống, nên đến nay vẫn kiểm soát được tình hình, bảo vệ an toàn vùng xanh. Phát huy kết quả đạt được trong năm tới, huyện đang đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đồng bộ. Là năm 2021 là một trong những năm là huyện Vũ Quang đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch nước là tặng bằng huân chương lao động hạng 3, được Ủy ban tỉnh tặng bằng khen. Đạt được những thành tích đó là cả hệ thống chính trị và đặc biệt là nhân dân vào cuộc, tiếp tục thực hiện thắng lợi cái công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa phương. Đặc biệt là huyện sẽ tập trung cho việc phát triển các mô hình kinh tế trang trại, nông trại theo hướng xanh, sạch, đẹp, bền vững và thân thiện với môi trường. Bước sang thêm năm mới thì thay mặt cho lãnh đạo ủy ban cùng một chúc nhân dân chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng và tiếp tục đồng hành cùng với huyện để chúng ta thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Mùa xuân đã về muôn nơi trên làng quê nông thôn mới ở huyện miền núi biên giới Vũ Quang. Người dân đang bước vào mùa vụ mới cùng hy vọng mưa thuận nắng hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm đủ đầy. Câu chuyện ấm áp bên chén trà xuân, người và đất Vũ Quang chan hòa trong niềm vui xuân mới với những pha âm trong trẻo, yên bình. Quý vị và các bạn vừa xem phóng sự Vũ Quang sắc xuân trên những làng quê. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.